hồi ngâm rau củ chua ngọt, hương vị béo thơm, đậm đà khó cưỡng. Mến chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, Nấu Chuẩn Ăn Lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hôm nay Quốc nghệ sẽ hướng dẫn Minh Phương nè cùng các bạn khán giả làm một món cực kỳ ngon từ cá hồi luôn nha. Món ăn có tên gọi đó là cá hồi ngâm rau củ chua ngọt. Bây giờ Quốc nghệ sẽ chia sẻ cái bí quyết chọn cá hồi tươi nè. Nó sẽ có 3 thang màu nè, cam nè, hồng nè và đỏ nè. Chạm vào cá hồi nó có cái độ đàn hồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cá hồi nha. Một phần thân cá hồi các bạn sẽ cắt lát có độ dài 1 cm. Đối với cá hồi cá càng tươi bao nhiêu thì chất dinh dưỡng giữ lại càng được nhiều. Sẽ nhờ Minh Phương sơ chế những cái rau củ để ngâm cùng cá hồi. Dạ vâng. Nửa quả lê, gọt vỏ, bỏ ruột, sau đó Minh Phương cắt dọc rồi cắt lát mỏng. Táo đỏ Minh Phương cũng cắt như lê. Tiếp tục là hành tây, nó như táo với lê. Rồi hành tây xong thì mình tới ớt sừng, mình cũng sẽ cắt lát xéo. Tỏi các bạn cũng sẽ cắt lát luôn. Tiếp đến là gừng, cắt lát mỏng. Cần tây mình cũng sẽ cắt lát. Dạ rồi. Rồi xong. Cái việc cắt trái cây và rau củ đều nhau á giúp cho món ăn đẹp mắt hơn đó nha. Bây giờ Quốc Nghệ sẽ chuẩn bị một cái nồi để nấu nước ngâm. Đầu tiên các bạn sẽ cho vào đây nửa chén nước lọc. Tiếp đến là một chén giấm gạo lên men Ajinomoto. 1/3 chén nước tương Phú Sĩ. Nước tương trong cái nước pha sẽ giúp cho không chỉ mang lại hương thơm nè, cái vị mặn dễ chịu và kèm theo đó là cái màu sắc cho món ngâm ngày hôm nay. Chính xác. Một chén đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng cà phê muối. Cho vào đây 1 muỗng canh tiêu hạt. Sử dụng tiêu hạt cho nước ngâm này để giúp cân bằng cái tính hàn nhiệt của món ăn đó. Cho lần lượt nè, gừng cắt lát nè, tỏi cắt lát nè, cần tây cắt lát nè, ớt sừng nè, rồi táo, lê, hành tây chúng ta cho vào luôn. Sau khi cái hỗn hợp này sôi lại, chúng ta sẽ tắt bếp và để thiệt nguội cái hỗn hợp này trước khi ngâm với cá hồi nha. Bây giờ Quốc Nghị sẽ hướng dẫn các bạn cùng Minh Phương chúng ta sẽ ngâm cá hồi nha. Các bạn sẽ múc một vá nè, trái cây cùng rau củ nè, cho một cái tô như thế này. Lần lượt xếp cá hồi lên nè. Wow, cá hồi màu nó đẹp ghê Minh Phương. Dạ đúng rồi, và cái phần nước ngâm á là Minh Phương thấy nó đã thấm lên các cái rau củ của mình rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi bây giờ Quốc Nghị sẽ múc cái nước ngâm trước nè. Rưới lên cá hồi nè. À, nước ngâm vừa ngập cá hồi. Dạ. Cho một ít trái cây lên trên nữa. Hành tây nè. Hành tây nè. Táo, lê, ớt, các cái loại gia vị để tạo nên cái sức hấp dẫn và đặc trưng cho món ăn này. Đúng rồi. Đặc biệt trong món ăn ngày hôm nay, vị chua của giấm và trái cây sẽ giúp cho cá chín tái luôn đó. Để món này thưởng thức được trọn vẹn nhất và ngon nhất thì các bạn sẽ cho vào tủ mát khoảng 4 tiếng sau nha. Như vậy có thể thấy món ăn ngày hôm nay vừa chuẩn vị vừa mới lạ mà đảm bảo dinh dưỡng. Còn chơi gì nữa, các bạn có thể quét mã QR đang hiển thị trên màn hình ngay nha. Và đây là cá hồi ngâm rau củ chua ngọt. Trời ơi. Rất thơm, rất hấp dẫn luôn. Mời các bạn. Và đối với món ăn này thì mình sẽ ăn kèm cơm cũng được đúng không ạ? Hay là ăn sống? Ăn chơi cũng được. Đúng rồi. Và đặc biệt chúng ta sẽ ăn cùng với món bánh gà chiên sốt mè các bạn nha. Và hy vọng là các bạn khán giả đừng bỏ lỡ một công thức rất hấp dẫn với phần hướng dẫn của đầu bếp Quốc Nghị ngày hôm nay. Chúc các bạn khán giả sẽ thành công. Cá hồi ngâm có màu cam nâu óng ánh, ăn vào mềm béo, vị chua ngọt hài hòa, kết hợp cùng rau củ giòn, thơm nồng mùi tiêu xanh, khiến ta đứng ngồi không yên khi thưởng thức. Nếu bạn là tín đồ của cá hồi thì không thể bỏ qua món cá hồi ngâm rau củ chua ngọt này nha. Và chúng ta cũng có thể truy cập vào kênh YouTube, website và fanpage của chương trình để xem thêm nhiều công thức của các món ăn ngon. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.